Như chị Huệ có chia sẻ thì bây giờ mỗi cá nhân ngoài có một ngôi nhà gọi là an cư lạc nghiệp của mình ra, vẫn phải có một cái tài sản có thể gọi là nghỉ dưỡng. Nghĩa là nó có nhiều mục đích, tuy nhiên công trí cũng hướng đến cái việc là mình có một cái ngôi nhà, một cái tài sản nghỉ dưỡng, và ở đó chắc chắn là nó phải xa thành phố, nó gần biển, gần núi hoặc là sông như thế nào đấy. Rồi không gian nó thoáng đãng và nó có những cái tiện ích nhất định. Tuy nhiên nếu mà đây cái quan điểm riêng của công trí thôi, nếu ở một cái khu gọi là một cái tài sản nghỉ dưỡng thì cái tiện ích đối với công trí nó chỉ vừa đủ thôi, đừng đừng có quá hoặc là quá tiện nghi và quá tiện ích như chúng ta đang ở thành phố thì nó không có sự khác biệt, đúng không? Đôi khi chúng ta mua ra ở một cái ngôi nhà ở miền ngoại ô hoặc là một cái vùng biển nào đó, ở trong chúng ta ở đó khoảng một tuần thôi, thì chính cái sự mà nó thiếu thốn đôi chút, nó làm cho chúng ta giống như được thiền á, được thức tỉnh lại. Chúng ta phải phải tìm cách thích nghi trong cái môi trường đó, chứ không phải là lúc nào cũng phải tiện ích, lúc nào cũng phải đầy đủ. Nhiều khi muốn ăn cái này đều phải có, hoặc là muốn xài cái kia đều có, thì riêng công trí thôi nha. Chứ còn công trí không biết những người khác như thế nào, trí thì trí để ý đến cái việc đó nhiều hơn. Vậy là nó khó khăn một chút xíu cũng không sao, nó thiếu thốn một chút xíu cũng không sao, bởi vì nó đánh thức cái bản năng cần phải thay đổi để tồn tại của mình, thì đó cũng là một cách để mình được educate chính bản thân mình và mình được học. Ngoài ra hiện tại căn nhà mà công trí đang ở thì khá là nhiều đồ đạc, vì mỗi món nó sẽ là một kỷ niệm, và nó theo cái phong cách electric, nó công trí chọn những thứ khác nhau không liên quan với nhau để vào trong một căn nhà sao cho nó hòa hợp. Thì đó cũng là một phần nó thể hiện cái tính của công trí, nghĩa là bất kỳ hoàn cảnh nào, bất kỳ môi trường nào, thậm chí bất kỳ mình gặp một đối tượng nào, mình vẫn có thể nói chuyện, vẫn sống vui vẻ và vẫn luôn truyền đến cái năng lượng tích cực.